Dạ thầy ơi, luật nhân quả chính là quy luật của vũ trụ rồi đúng không thầy? Con không có học giáo lý sâu xa của đạo Phật nhiều nên con không rõ. Có phải luật nhân quả nó áp dụng lên tất cả mọi người, kể cả những người theo đạo Thiên Chúa và những người không tin vào nhân quả đúng không thầy? Và tại sao một tôn giáo lớn như Công giáo mà lại không có thuyết về nhân quả vậy thầy? Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, cái người trí ở thế gian này thì rất là hiếm, mà cái kẻ ngu ở thế gian này thì rất là nhiều. Ở thế gian này, cái người mà có chánh kiến thì rất là hiếm, mà cái người tà kiến thì rất là nhiều. Ở thế gian này, cái người mà sau khi thân hoại mạng chung được sanh về cõi người, cõi trời thì rất là hiếm, mà số người mà sau khi thân hoại mạng chung đi về các cảnh giới khổ đau thì rất là nhiều. Nói như vậy để quý vị nhận thức được rằng số đông nhân loại là một số đông đi xuống các cảnh giới đau khổ. Số đông nhân loại là số đông sau khi thân hoại mạng chung đi xuống các cảnh giới xa đọa. Cho nên mình tránh hành xử theo số đông. Niềm tin nhân quả cũng vậy. Niềm tin nhân quả là một niềm tin đòi hỏi mình phải có trí tuệ, đòi hỏi mình phải có chánh kiến. Mà người có trí tuệ, người có chánh kiến luôn là số ít so với đám đông. Quý vị thấy, người ta đi rất đông đến các chùa miếu, đình đền miếu mạo để người ta xin ơn trên gia hộ. Chứ rất hiếm những người chịu làm phước để ý thức được cái chuyện phước đó nó sẽ cho quả. Họ thích cầu cái ân trên hơn là tự mình tạo các thiện nghiệp để nương nhờ. Số người có chánh kiến rất là hiếm, cho nên ngay cả các tôn giáo cũng vậy. Rất đông tôn giáo, rất nhiều tôn giáo, và trong số đó rất hiếm những tôn giáo tin vào nhân quả. Chuyện đó không có gì lạ. Cho nên chúng ta rất là may mắn, chúng ta rất là hữu phước khi chúng ta sanh vào thời kỳ có chánh pháp để chúng ta biết nhân quả nghiệp báo là cái Và đúng như quý vị nói, nhân quả nghiệp báo dù cho anh có theo đạo Phật hay anh không theo đạo Phật, anh có tin nghiệp vào quả của nghiệp hay anh không tin nghiệp vào quả của nghiệp, thì anh vẫn phải chịu chi phối bởi nghiệp và quả